là 117 x 237 cán về 7 cm. Đấy, các anh chị có thể ngắm này. Cây bong toàn bộ này. Đó. Buồm nhưng mà phong thủy của nó rất là đầy đủ đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Đây ạ, chim muông này. Đấy. Có tiền chưa? Cái buồm này. Đây ạ, các anh chị cùng ngắm nhá. Đây ạ. Đó. Tất cả là đều kênh bong rất là nhiều. Mây gió đây ạ. Đó. Toàn bộ là kênh bong hết. Cánh buồm căng gió ra khơi. Và đặc biệt hơn, bức thuật buồm này của em, em còn làm thêm cả cá đấy ạ, những chú cá. Đó. Cực kỳ là đặc biệt và lạ nhé. Đây ạ. Đây là một chú cò đang bay lên cây tùng đấy ạ. Đó, kênh bong xuyên thủng luôn. Từ trên xuống dưới, hàng gọt tay lại. Cực kỳ là sắc nét. Chất liệu bằng gỗ hương đá, vân veo rất là nhiều. Cả nhà mình lưu ý giúp em này, vân này. Khi nào mà mình phun veo u lên thì rất là rõ nhé. Thì đây là em vẫn để mộc luôn.